sông dài. Em xin chào tất cả anh em đam mê radio cassette trên toàn quốc. Em thanh lý cho anh em con đài Sanyo U4 SF với giá là 1.800.000 nhá. 1.800.000 là con này, với lý do là khi em lau cái này bằng xăng thơm thì nó bay. Cái xăng thơm nó vô tình đổ ra cái rẻ thôi. Đấy, giờ khi mình về không để ý đến lúc cầm cái rẻ lau thì nó bị bay mất cái màu sơn đỏ ở trên phần nóc đây các bác nhá. Đấy. Còn cái phần núm nút xi mạ của núm nút nhá, rất ok, rất đẹp. Đấy, nó chỉ bị bay một cái màu đỏ thôi, nó bay nhưng không hết. Đấy, các bác có thể về lau cho mất hết cũng được, nhưng mà em không lau hết nha, em để nguyên trạng như vậy em bán thôi. Thành lý cho các bác là giá là 1.800.000 nhá. Đài thì hoạt động rất ok. Đấy, em đã tăng tét luôn cho các bác nghe. Có line in line out đầy đủ nhá. Xi mạ đẹp này. Đấy, trước sau đẹp. Đây đằng sau này rất đẹp. Marin da fan các bác nhá. Đây, đây có chữ của nó dập nổi này. Đấy, tiếng Nhật các bác này. Sanyo U4 này, SF. Đăng tiếng zin theo máy. Đây, nó hơi lỏng. Đây là phần hông bên này nhá. Đấy, rất đẹp này. Em chỉ tiếc nhất là nó bay cái phần sơn trên nóc. Cái này là do em khi vệ sinh các bác nhá. Khi vệ sinh là làm nó bay mất. Một đài ban đầu là khi mua là rất đẹp. Thanh lý là vốn cho các bác là 1.800.000 nhá. Đấy, bác nào thiện chí thì bác thiện chí thì kết bạn Zalo, Facebook hoặc tài các xếp 0867029505. Em ship hàng cho các bác toàn quốc. Tiếng rất hay luôn. 1.800.000 đồng các bác nhá. Các bác xin lưu ý là giá không bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Khoảng mấy chục nghìn tiền phí vận chuyển là thôi. Các bác chịu giúp em đấy, vì em đã lỗ vốn rất nhiều rồi. Để cho các bác nghe chất âm của em nó một chút. Sanyo thì nó hay và bền rồi. Các bác chơi nhiều, các bác sưu tầm nhiều là biết qua về chất âm của dòng Sanyo rồi. Tiếng rất hay và bền. Con này nó chạy nguồn Alaster. Giá thanh lý cho các bác là 1.800.000 đồng nha, cho nên các bác là nhiều bác cứ comment hỏi là xin giá, nhưng mà trên tiêu đề của video thì em có để giá, và có một số các video thì em nói giá luôn, nhưng mà các bác vẫn cứ bấm là các bác vẫn cứ comment là xin giá. Đây thì em đang mở phần cassette các bác nhá. Đây. Đây đây thì em đang mở cassette này. Mở cassette quay. Này, em đã test sang phần radio. Nhất trong mùa giải trước đó. Thứ hai, FM các đội tham dự được chia vào nha. Các cặp đấu đây, thay vì chia thành 8 bảng như cũ. Tuy nhiên vẫn có những thứ tiếp tục được duy trì như có một chiến thắng in, về 3 điểm, in, hòa các về 1 cắm điểm, TV, điện còn thoại, thua máy thì không vân được vân. Lần nào. 8 đội đứng đầu sẽ vào thẳng vòng 8, còn 16 đội đứng từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ bước vào vòng playoff với 2 trận lượt. Các bác lưu ý là máy hoạt động ok nha, rất hoàn hảo nha. Chỉ duy nhất là do em đánh đổ cái xăng thơm vào và em lau cho nên là nó mất cái màu sơn của cái phần nóc nha. Đấy, cho nên các bác lưu ý là các bác nghe rõ em giới thiệu ở trên video các bác nha.
Đấy, một số bác thì cứ comment hỏi là vì sao lý do nọ nó kia, nhưng thực tế trên video thì em cũng đã có giới thiệu rất rõ ràng rồi. Đấy, và có giá ở trên video các bác nhá, có giá em nói trên video và có giá ở phần tiêu đề, có số điện thoại của em ở đấy, nhưng một số bác vẫn cứ comment hỏi là xin giá, các bác lưu ý cho em nhé. Em các bác lưu ý là các bác cần tư vấn thêm gì thì có thể hỏi thêm qua Zalo hoặc Facebook hoàn toàn các xét theo số điện thoại hiển thị ở dưới phần tiêu đề 0867029505. Đấy, chỉ duy nhất là do lau cái xăng thơm vào thì nó bay cái màu sơn này thôi, màu sơn đỏ này, nó bay nhưng bay không hết nhá. Đấy, còn chữ nghĩa nó vẫn đầy đủ nhá, không mất bất kỳ một cái chữ nào hết, chữ đầy đủ này, chữ tất cả các chữ của nó là in trắng, in màu trắng, cho nên là có thể quay trên video này các bác nhìn không rõ đâu. Đấy, nhưng mà các bác cứ nhận hàng và kiểm tra đầy đủ cho em nhá, kiểm tra đầy đủ, còn chữ nghĩa đầy đủ hết, chỉ duy nhất là mất cái màu sơn thôi. Máy thì mua ban đầu rất đẹp. Em xin nhắc lại là giá là 1.800.000 đồng các bác nhé, cho nên các bác đừng comment hỏi em là xin giá này nhá. Thanh lý cho các bác này, con này giá bình thường thì tầm 2.700.000, 2.500.000 đến 2.700.000 nếu như nó không bị cái này này. Là một trong cái sơn này phòng tại ngoại ngành, tôi không bao giờ phản đối sự thay đổi. Thay đổi là tốt và cần thiết để phát triển, nhất là khi bóng đá luôn là một bộ môn thể càng đẹp, nghệ sĩ nhân dân trước mong muốn. Cái bắt đầu nào Radio 108 nhá. Thì nó sẽ lương tiền. Cái bắt đầu nào mà tri thức thì nó sẽ tri thức. Xì mạ này rất đẹp này. Cùng nhau. Xì mạ rất đẹp. Giữ gìn phát triển. Thưa các bạn, Yên Định là địa phương có một lợi thế để phát triển vô cùng. Trong một ngày này, chuyển hóa nội thôn thị trấn. Thực hiện mục tiêu trên, Yên Định đang đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thành các đề án xây dựng đô thị. Quán Lào là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính kinh tế văn hóa của huyện Yên Định. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Định đã xác định mục tiêu đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, nhất là khu vực thị trấn mở rộng để làm hạt nhân, động lực phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ tổng hợp. Công nhận bỏ tiền túi để mà được làm nghệ thuật. Vậy với Học viện Cải Lương thì sao ạ? Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cùng với những cộng sự xì mạ này rất đẹp các bác nha, các bác lưu ý là xì mạ con này nó rất đẹp này. Đấy, chỉ duy nhất là lỗi những cái phần nóc thôi. Tốn kém. Đấy, cho nên các bác quá tâm huyết với nghề ạ. Em giới thiệu rất rõ ràng rồi nhé, các bác nghe và xem kỹ video nhé. Ví dụ thế hệ chúng tôi đó, bầu gánh phát hiện một người có dòng cao, FM 108 ạ. Người ta gọi là chuột về đó, khí kinh. Kiệt sức không? Chúng ta còn FIFA Club World Cup ở Mỹ. Sau khi mùa giải kết thúc, thì FM 108 chúng ta có các trận đấu. Thu âm những cái bài hát hay, đưa lên trên đài phát thanh. Và cứ phát một ngày 5 lần, 6 lần như thế. Trong vấn đề chúng tôi tập trung hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng như là điện sáng, mương rãnh thoát nước, rồi hệ thống đường. Theo định hướng phát triển đô thị, huyện Yên Định sẽ phát triển 3 tiểu vùng là vùng phía đông, vùng... Em này. Lên thân cách và lên tiền lương cho cái nghệ sĩ đó. Cái sự nổi tiếng đó là nó có thật, và sự thành công và được khán giả yêu mến là nó có thật. Bạn phải đi thu rồi, bạn phải mướn người đạo diễn, các bạn phải quay rồi, các bạn phát lên YouTube. Đây là sóng ngoài em các bác nhá. Tự khen mình, cho nên cái sự bắt đầu là nó đã không được chăm chút. Vì vậy cho nên cái sự nổi đó đâu có ai. Hát dạ. Bây giờ là buổi chiều tối rồi. Chiều tối rồi cho nên là sóng nó có ánh điện vào thì nó kém hơn so với ban ngày. Có sao? Như con đó thì bản thân chúng tôi rất là vui, chứ chúng tôi không có tham vọng nào nhiều hơn nữa đâu bạn ơi. Dạ vâng ạ, gần đây thì sàn diễn cải lương ở thành phố Hồ Chí Minh có phần sôi động hơn với một số xuất diễn trong đấy ạ. Thế nhưng nếu mà so sánh với kịch nói thì rõ ràng là vẫn còn khá là khiêm tốn khi mà chưa đoàn cải lương. Em vừa test đầy đủ mọi chức năng của máy rồi, em mở nhỏ lại này. Xin nói lại với các bác là do lau phải cái xăng thơm. Xin nhắc lại nhá, lau phải cái xăng thơm. Để, cho nên làm mất bay màu cái màu sơn đỏ ở trên phần nóc. Và em để nguyên như vậy em bán cho các bác nhé.
Đấy, giá thanh lý là 1,8 triệu này, giá con này nếu như đẹp xuất sắc không phải bị mất cái màu sơn này thì giá tầm 2,5 triệu đến 2,7 triệu, 2,8 triệu các bác nhá. Xi mạ thì rất đẹp. Đấy, rất ok, tem zin theo máy này. Tem này tem zin theo máy. Đấy, các bác lưu ý giúp em. Xi mạ đẹp, tem zin theo máy. Video thì em test đầy đủ rồi. Tất cả các chức năng các bác sử dụng rất ok nhá. Đấy, máy thì bao trong đẹp, hoàn hảo. Giá thanh lý 1,8 triệu. Bác nào thiện chí thì các bạn Zalo, Facebook Hoàng Tài Cassette. Em ship hàng được bác toàn quốc. Video đã dài rồi, em xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các anh em trên toàn quốc rất nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.